Xin chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm. Bên em chuyên các dòng gốm sứ Nhật cao cấp. Anh chị xem video mà cảm thấy yêu thích cái sản phẩm nào thì mình có thể điện thoại trực tiếp hoặc là các bạn Zalo số điện thoại 0913 330469 nha anh chị. Điện thoại trực tiếp hoặc là các bạn Zalo số điện thoại 0913 330469. Rồi em lên mã đầu tiên trong video. Mã này em có một cặp ngũ sắc nha anh chị. Mã này em có một cặp ngũ sắc, bát này là bát canh. Cặp này thì anh chị có thể dùng ở trong những cái buổi tiệc lớn sang trọng, hoặc là mình có thể khi nào mà không có tiệc thì mình có thể để một cặp như thế này trong tủ mình trưng cũng là đẹp nha anh chị. Rồi, cặp này thuộc dòng ngũ sắc. Dòng ngũ sắc này có đắp vàng nha anh chị, có đắp vàng từng cái chi tiết, từng cái họa tiết như thế này. Có thấy nó ấm ánh. Cặp này có đắp vàng từng chi tiết, từng họa tiết nha anh chị, như cái hai cái chiếc hoa đào, ba chiếc hoa đào này là có đắp vàng này. Rồi những cái đường viền, những cái đường viền như thế này. Đó, những cái đường viền này cũng được đắp vàng nha. Họa tiết này là họa tiết đắp nổi nha anh chị. Họa tiết vĩ nổi, em xin lỗi là đắp nổi. Họa tiết của bộ cặp này là họa tiết vĩ nổi. Đây là cái bát canh này. Rồi, mặt sau của bộ này có cái chuyện đầy đủ nha anh chị. Mặt sau của cặp này có cái chuyện đầy đủ. Đây là bát canh. Rồi, đây là cái này là một cái đĩa thuộc dạng đĩa sau lồng nha anh chị. Đó, đĩa này thuộc dạng đĩa sau lồng. Rồi em báo với anh chị này, là em báo với anh chị cái chiếc nhỏ này nè là nó không có bị vấn đề gì hết, nhưng mà cái chiếc lớn này nè trong cái quá trình vận chuyển á, là nó bị cọ sát vào nhau, nó bị phai mấy cái chỗ mà đắp vàng này nè. Nè, hoa đào đây, ba cái chiếc hoa đào này đáng lẽ là có đắp vàng, xong rồi cái vân mây ở trên đây nó cũng bị phai một chút xíu. Nói chung là ngoài hai cái lỗi của cái chiếc lớn này ra thì nó không còn cái lỗi gì hết nha anh chị. Nó vẫn cứ đẹp xuất sắc nha. Đó, một cặp như thế này. Rồi, cặp này là gồm một cái đĩa lớn, một cái đĩa sau lồng lớn và một cái bát canh. Đường kính của chiếc đĩa sau lồng là 29 và cao là 5 nha anh chị. Đường kính của chiếc đĩa sau lồng là 29 và cao là 5. Và em báo với anh chị là cái viền của chiếc đĩa sau lồng này có đắp vàng nha. Viền của chiếc đĩa sau lồng này có đắp vàng. Đường kính là 29 và cao là 5. Rồi, đường kính của chiếc bát này là 23.5 và cao là 6.5 nha anh chị. Đường kính của chiếc bát này là 23.5 và cao là 6.5. Một cặp như thế này. Mặt sau có truyện ký đầy đủ nha. Rồi, anh chị nào thích cái cặp này thì lên cho em mã là A11 giá 1.100.000 cặp này. A11 giá 1.100.000 cặp này nha anh chị. Rồi em lên mã tiếp theo. Cái bát này là bát canh size cực kỳ lớn luôn nha anh chị. Bát này là bát canh size lớn nha. Viền của bát này có nhúng nhị và có đắp vàng nha. Viền của bát này có nhúng nhị và có đắp vàng. Họa tiết trong ngòi luôn.
họa tiết của bếp này là họa tiết hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn rồi hoa lo kiền, rồi nói chung là 4-5 loại hoa vậy đó. Rồi bác này mặt sau có ký chuyện đầy đủ nha anh chị. Bác này mặt sau có ký chuyện đầy đủ nè. Họa tiết của chiếc bác này là được vỉ nổi nha anh chị. Mình sờ mình có thể cảm nhận được cái họa tiết nè. Rồi viền của bác này là viền nhúng nhị và có đắp vàng. Viền nhúng nhị và có đắp vàng nha anh chị. Bát này cực kỳ đẹp luôn. Mấy cái nói chung là mấy cái dòng mà như thế này cực kỳ đẹp, xuất sắc. Rồi em báo với anh chị là cái viền đắp vàng này không bị phai. Những cái họa tiết này là không có bị phai, không có bị gì hết nha. Tô này là hoàn hảo 100%. Rồi em báo với anh chị là đường kính miệng của tô này là 23 và cao là 8 nha anh chị. Đường kính miệng là 23 và cao là 8. Rồi anh chị nào thích cái tô này thì lên cho em mã là A12 giá 700k cái tô này. A12 giá 700k chiếc tô này nha anh chị. Ở ngoài vùng em á thì hay gọi quen là cái tô, còn mà ở vùng trong hoặc là vùng của mấy anh chị á thì hay kêu bằng bác, nên là cái gì mà ví dụ như đầu video mà em kêu bằng bác mà sau cái cuối video là em kêu bằng tô thì anh chị cũng thông cảm cho em, tại em quen cái tiếng địa phương của em á. A12 giá 700k nha anh chị. Em có 3 chiếc khay ngũ sắc nha anh chị. Dòng này là dòng ngũ sắc. Rồi em có 3 chiếc như thế này. Khay này là khay chữ nhật. Khay này là khay chữ nhật và có 2 ngăn nha anh chị. Ngăn nhỏ trong này là mình để đựng nước chấm, còn ngăn ngoài là mình để dùng để đựng thức ăn nha. Mình để trưng bày thức ăn. Rồi, họa tiết này là hoa đào nè. Khay này thuộc dòng khay ngũ sắc nha anh chị. Viền của khay này là viền sô cô la. Khay này thuộc dạng khay chữ nhật. Viền của khay này là viền sô cô la và họa tiết của khay này là thuộc dòng ngũ sắc. Khay này em báo với anh chị là mặt sau không có truyện ký nha. Họa tiết hoa đào. Bộ này em có 3 chiếc. Khay này em có 3 chiếc nha anh chị. Rồi, chiều dài của khay này là 19 và chiều ngang là 14.5. Cao là 3 nha anh chị. Chiều dài là 19, chiều ngang là 14.5 và cao là 3. Dòng này là dòng khay ngũ sắc và em báo với anh chị là mặt sau không có truyện ký. Khay này là 2 ngăn, 1 ngăn là mình đựng nước chấm, còn ngay ngoài là mình trưng bày thức ăn nha. Rồi anh chị thích cái khay này thì lên cho em mã là A13 giá 90k một chiếc nè. A13 giá 90k một chiếc nha anh chị. Mã tiếp theo.
Mẹ đây là đĩa nha anh chị. Đĩa này mình có thể dùng làm trưng cũng được, hoặc là mình trưng bày trong tủ cũng được, hoặc là mình có thể những cái bữa tiệc mà lớn, hoặc là những cái bữa tiệc ở trong gia đình mình á, mình có thể dùng cái đĩa này để mình trưng bày thức ăn cũng rất là đẹp luôn. Rồi em báo với anh chị là đĩa này, viền của đĩa này có đất vàng nha, họa tiết bên trong này, họa tiết lá hoa cực kỳ đẹp luôn. Họa tiết này là vẽ nổi nha anh chị, họa tiết này vẽ nổi và bàn tay 100% luôn, vẽ bàn tay và nổi 100% luôn nha anh chị. Mình sờ và mình có thể cảm nhận được cái họa tiết này. Rồi viền của đĩa này là viền nhúng nhẹ nhẹ nè, viền nhúng nhẹ có đất vàng và mặt sau có truyện ký, có họa tiết luôn. Em báo với anh chị một lần nữa là cái đĩa này 100% được vẽ bàn tay và họ tiết cộng nổi nha. Sờ như thế này có thể được cảm nhận được cái họ tiết nè. Đó, viền nhúng nhị có đất vàng, mặt sau có truyện ký đầy đủ và có hoa văn luôn. 1 này 2 3, đĩa này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sang luôn nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 29,5 và cao là 3 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 29,5 và cao là 3. Rồi anh chị nào thích cái đĩa này thì lên cho em mã A14, giá 700 giá 600k cái đĩa này nha anh chị. A14 giá 600k cái đĩa này. A17 giá 600k. Em nhầm mã, em xin lỗi anh chị. A14 giá 600k. A14 giá 600k. Rồi em lên mã tiếp theo. Đĩa này là đĩa, rồi đĩa này mình dùng để trưng trái cây nha anh chị. Rồi đĩa này thì mục đích chính của nó là mình dùng để mình trưng trái cây, nhưng mà anh chị có thích thì anh chị có thể trưng những cái thứ khác cũng được. Rồi mặt sau của đĩa này là sương mù nha anh chị, mặt sau của đĩa này là sương mù. Đĩa này mình dùng để trưng trái cây, hoặc là mình có thể để những cái đồ vật, mình để bộ trà lên cũng được luôn anh chị. Rồi đĩa này dày chắc và cầm cực kỳ nặng tay nha. Đĩa này đường kính là 27 và cao là 4.5 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 27 và cao là 4.5. Đĩa này dày chắc, cầm cực kỳ nặng tay luôn. Rồi anh chị thích cái đĩa này thì lên cho em mã là A15 giá 120k cái đĩa này nha anh chị. A15 giá 120k cái đĩa này. Rồi em lên mã tiếp theo. Rồi cái bình hoa. Nhà em ở gần mặt đường đó anh chị, nên là cho dù mà hàng có trưng ra một chút xíu là hơi là nặng, hàng có trưng ra một chút xíu là nó cũng vẫn bụi như thường nha, chứ không phải là hàng để lâu này kia nó bị bụi. Rồi em lên mã tiếp theo. Mã này là bình hoa nha anh chị. Bình hoa này là bình hoa size lớn và hình dạng của chiếc bình hoa này là giống như một chiếc túi này đó. Bình hoa này là size lớn và hình dạng của chiếc bình hoa này là giống như một cái túi nha. Đó, nó có cái dây như thế này, dây thắt nơ cực kỳ xinh luôn. À, họa tiết này, họa tiết của bình này là hoa và bướm. Hàng này là hàng xuất Âu nha anh chị. Hàng này là hàng xuất Âu, họa tiết là hoa này, hoa phong lan và bướm. Bình này là bình hoa hình dạng như một chiếc túi. Đó, cái miệng này đó, hình dạng
hình dạng, từ hình dạng miệng cho tới hình dạng của mặt dưới là một chiếc túi. Và đây người ta có kèm theo một cái dây thắt nơ cho mình như thế này, cực kỳ xinh luôn. Đó, cực kỳ xinh luôn nha anh chị. Rồi, em báo với anh chị vì là hàng này là hàng xuất Âu, nên là những cái dòng mà hàng xuất Âu như thế này thì mặt dưới nó sẽ không có truyện ký nha. Mặt dưới nó sẽ không có truyện ký, mà người ta sẽ làm cho mình là 4 tấm đệm như thế này, 4 tấm đệm nhỏ nhỏ để mình khi mà mình đặt xuống á thì nó không có trực tiếp vào cái bình này, với lại cái mặt thẳng ở dưới nó không có bị kêu. Nó giảm cái tình trạng là nó tiếp xúc xong rồi nó dễ bị nứt vỡ. Rồi, đường kính của miệng bình này là 15 nha anh chị. Bình này cao là 36. Đường kính của miệng bình này là 15 và cao là 36. Rồi, đường kính bụng của cái bình này là 54. Đường kính bụng của bình này là 54 nha anh chị. Nói chung là bình này mình về mình trưng như thế này cũng đẹp, mà mình cắm hoa cũng đẹp luôn nha anh chị. Đó, cực kỳ xinh luôn, thành chiếc túi nha. Họ tiết hoa phong lan với lại bướm. Rồi, anh chị nào thích cái bình này thì lên cho em mã là A16 giá 800k cái bình này. A16 giá 800k cái bình này nha anh chị. Bình hình chiếc túi kèm theo cái dây thắt nơ như thế này, cực kỳ xinh luôn. Rồi, em lên mã tiếp theo. Mã này em có cặp thố nha anh chị. Thố này là nắp của thố là bằng nhựa, nhựa cực kỳ chắc chắn luôn nha, chứ không phải là nhựa mỏng. Nhựa này cực kỳ chắc chắn luôn. Thố thì là bằng men dày và cầm rất là nặng tay. Một chiếc lớn như thế này và một chiếc bé. Rồi, họ tiết của cặp thố này là họ tiết gia đình gấu nha anh chị. Họa tiết của cặp thố này là họa tiết gia đình gấu và mặt sau có truyện ký này. Truyện ký của cái cặp thố này cực kỳ dễ thương luôn, hình một cái hòm thư. Họa tiết là gia đình gấu, một cặp như thế này. Rồi, đường kính của cái thố nhỏ là 10 và cao là 6. Đường kính của chiếc thố nhỏ là miệng là 10 và cao là 6. Rồi, đường kính của chiếc thố lớn là 13 và cao là 8 nha anh chị. Đường kính của chiếc thố lớn là 13 và cao là 6. Rồi, họ tiết là gia đình gấu, mặt sau có cái truyện hình hộp thư cực kỳ dễ thương luôn. Rồi, cặp này anh chị lên cho em là mã A17 giá 160k cặp này nha anh chị. A17 giá 160k cặp này cực kỳ xinh luôn. Em lên mã tiếp theo cho anh chị này. Mã này là hàng hộp nha anh chị, hàng full hộp. Hộp này hộp gỗ cực kỳ sang luôn.
gỗ nha anh chị, cực kỳ sang luôn. Rồi, hàng này là hàng full hộp. Đây là một cái chiếc tô thả hoa nha anh chị. Mình dùng để thả hoa cũng được, mà có thể dầm trà cũng được nha anh chị. Tô này là dạng tô mộc nha. Rồi, mộc này mặt sau có truyện ký đầy đủ luôn. Mộc này mặt sau có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Truyện được khắc vào trong tô luôn. Dòng men của chiếc tô này là dòng men ve chai nha anh chị. Tô này mình dùng để thả hoa cũng được, cũng đẹp, mà mình để làm dòng bộ trà cũng đẹp nè. Nói chung là tô này thuộc dạng tô mộc, mình làm cái gì nó cũng đẹp hết nha anh chị. Cái dòng mộc này thì thường thường nó hợp với mấy cái không gian của mấy cái quán cà phê, hoặc là anh chị nào mà thích cái không gian mà kiểu như là đơn giản nhưng mà nhẹ nhàng á, mà thuộc kiểu quê quê một xíu á, đồng quê đồ này kia, thì cái mấy cái dòng mộc này nó hợp nè. Anh chị dùng để thả hoa hoặc là làm bộ dầm trà nó rất là đẹp luôn. Tô này là có hộp gỗ nha anh chị, hàng full hộp, hộp gỗ cực kỳ sang luôn. Tô này cầm dày, nặng tay. Rồi, tô này đường kính là 28.5 và cao là 6 nha anh chị. Tô này đường kính là 28.5 và cao là 6. Tô này cầm cực kỳ nặng tay luôn, mặt sau có truyện ký đầy đủ. Tô này thuộc dòng mộc, có hộp luôn nha, hộp gỗ. Rồi, anh chị thích cái tô này thì lên cho em mã là A18 giá 300k cái tô này. A18 giá 300k nha anh chị. Lên mã tiếp theo cho anh chị. Mã này là cô gái cưỡi ngựa nha anh chị. Mã này là cô gái cưỡi ngựa. Rồi, cô gái này cực kỳ xuất sắc luôn. Tượng cô gái cưỡi ngựa này không chê được chỗ nào nha anh chị. Từ lớp trang điểm của cô gái này cực kỳ tinh tế luôn. Lớp trang điểm của cô gái cực kỳ tinh tế luôn nha anh chị. Không có phải là bị hoa qua lo lấy lệ đâu nha. Đó, từ mắt mũi miệng cho tới chân mày, nói chung là cực kỳ tinh tế luôn. Tay nè, không khác gì người thật luôn. 4 chiếc móng của chú ngựa này là được đắp vàng nha anh chị. 4 chiếc móng của chú ngựa này được đắp vàng nè. Ta làm, người ta làm cực kỳ tinh tế luôn nha anh chị. Đó, tóc đồ váy đồ kiểu như đang bay theo gió vậy đó. Em báo với anh chị là hàng này là hàng xuất Âu, nên là mặt sau của tượng không có truyện ký nha. Tượng này cầm cực kỳ nặng luôn. Rồi, em sẽ đo chiều ngang của tượng từ ngay chỗ móng trước của ngựa cho tới đuôi của ngựa nha anh chị. Rồi, chiều ngang là 33. À, em xin lỗi anh chị, là 32. Rồi, em đo chiều cao là từ dưới lên ngay chỗ cái đầu cô gái này. Rồi, chiều cao là 29 nha anh chị. Cao là 33 và ngang là 33 và cao là 29. Cô gái này cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi, anh chị thích cô gái này thì lên cho em mã là A19 giá 1.200.000 cô gái này. A19 giá 1.200.000 cô gái này nha anh chị. Cực kỳ xuất sắc luôn.
Rồi em lên mã tiếp theo cho anh chị. Này là đĩa nha anh chị. Đĩa này size nhỏ và thuộc kiểu như đĩa hình chữ nhật đó. Đó em có 7 chiếc. Đáng lý ra là em có 8 chiếc nhưng mà chiếc này bị vừa bị dâm vừa bị nứt nữa nên là em bỏ ra. Rồi. 7 chiếc. Còn lại có 6 chiếc thôi anh chị ơi. Chiếc này nó cũng bị dâm luôn rồi. Còn lại 6 chiếc thôi. 6 chiếc này là đĩa thuộc dạng hình chữ nhật anh chị. Đĩa này hoa văn rất là đơn giản luôn, sọc xanh trắng như thế này thôi. Bộ 6 cái đĩa này thuộc dạng hình chữ nhật. À, hình nói chung là cái hình dáng của nó nhìn đọc mà lạ lắm anh chị. Hai bên này nó cong lên để nó giữ thức ăn lại, nó không có bị tràn ra ngoài. Đó. Bốn cạnh của nó được gọt như thế này. Rồi đĩa này mặt sau có truyện ký đầy đủ. Đĩa này mặt sau có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Được khắc vào trong đĩa như thế này. Rồi, chiều dài của đĩa này là 16.5. À 15.5. Và ngang là 11. Nha chị. Chiều dài là 15.5 và ngang là 11. Rồi, cao là 3. Đĩa này em có 6 chiếc, mặt sau có truyện ký đầy đủ. Rồi anh chị thích cái 6 cái đĩa này thì lên cho em mã là A20. Giá 130k 6 chiếc này. 130k 6 chiếc nha anh chị. A20 130k 6 chiếc này. Trăm 30k 6 chiếc như thế này. A20. Rồi em lên mã tiếp theo cho anh chị. Mã này là em có một cặp đĩa như thế này. Đĩa này là đĩa củ quả nha anh chị. Rồi họa tiết của đĩa này là đĩa củ quả này. Trái này là trái bắp nè anh chị. Ba trái này là trái khóm, trái thơm á. Rồi đây là trái đậu bắp nè. Đây là trái cà nè. Nói chung là đĩa này là đĩa củ quả. Họa tiết của đĩa này là được khắc vào trong đĩa luôn. Nói chung là trong cái quá trình mà người ta làm cái đĩa xong rồi bắt đầu người ta khắc vào đĩa để làm cái họa tiết rồi người ta vỉ màu lên. Rồi cặp đĩa này em có 2 chiếc, một chiếc màu tím và một chiếc màu xanh cực kỳ lạ mắt luôn. Một chiếc màu tím và một chiếc màu xanh cực kỳ lạ mắt luôn nha anh chị. Đĩa củ quả, họa tiết được khắc vào trong đĩa luôn. Đĩa này thuộc dạng đĩa sâu lầm một tí nè. Rồi em báo với anh chị là cặp đĩa này mặt sau không có truyện ký nha. Cặp đĩa này mặt sau không có truyện ký. Một chiếc màu xanh và một chiếc màu tím cực kỳ lạ mắt luôn. Rồi kích đường kính của đĩa này là 23 và cao là 4 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 23 và cao là 4. Rồi anh chị thích cái cặp đĩa này thì lên cho em mã là A21. Giá 140k 2 chiếc nha anh chị. A21. Em xin lỗi anh chị nha. A21 giá 140k 2 chiếc như thế này, một xanh một tím. Rồi, em xin phép anh chị em dừng video ạ.